Tập 11. Tiểu ca, sao lại bỏ đi không thèm nói một câu? Làm gì vậy? Đồ ăn. Đợi đó. Kỹ thuật khâu đế giày của bàn cha tôi tốt thật. Hay là dân tiện tôi theo Song Long Huyết Châu cho anh luôn nhé. Đảm bảo sống động như thật. Anh thôi đi, chúng ta khiêm tốn thôi. Vết thương này của anh sắp thành Song Long dòm bom nguyên tử rồi. Có đám mây hình nấm luôn này. Vết thương ngoài da ấy mà, trông hơi đáng sợ thôi. Lần sau đừng liều lĩnh như thế. Hãy bắt tay vào việc là không cần cả mạng sống. Không sao, đây chính là phong cách của tôi. Lần nào tôi cũng có vài vết thương, nhưng rồi sao chứ, lần nào cũng sống sót. Tam gia có coi trọng anh hơn nữa thì anh cũng không thể sống như vậy. Anh hơi có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân mình đấy. Tôi không thể tự hủy hoại bản thân mình được. Tôi còn phải lo lắng cho Tam gia. Chúng ta đã hứa, đến khi chúng tôi già đi sẽ cùng nhau vào viện dưỡng lão. Chẳng phải anh đuổi theo người buồn sao? Người đâu? Chạy rồi. Nói cho em biết đi, sao cứu tôi rồi chạy luôn vậy? Đi theo tôi. Tiểu ca, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Tiểu ca, anh làm gì vậy? Số cuộc anh muốn làm gì? Đuổi rắn thì anh cũng. Sao anh không nói sớm cho tôi biết? Để tôi tự làm. Đúng rồi, Phan Tử và Bàn Tử vẫn ở bên trong kia. Quy rồi. Bàn Tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao vậy? Mau lại đây. Sao? Hai người làm gì vậy? Trét buồn, vừa đẹp vừa ngừa được rắn. Anh trét cho đều đi. Ai nói? Tiểu ca nói. Tiểu ca, sao cậu không nói sớm? Làm tôi không lăn bùng sớm hơn. Được rồi chứ? Đều rồi chứ? Dừng lại. Lối vào kênh nước ở ngay phía trước. Nhưng trời sắp tối rồi. Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây trước đã. Một đội đến kênh nước thắp đèn đi. Đợi mai trời sáng cái thì vào luôn. Cậu, cho vài anh em vào trước đi. Sắp xếp như anh em còn lại nhóm lửa nấu cơm, luôn phiên canh gác. Dân. Đi.
tìm được lối vào. Thì tá tinh mù chết tiệt và tên mặc hoa da phấn đó ra xử từng tên. Lúc này sẽ hành động. Đại ca, chúng ta vẫn hành động sao? Chúng ta hành động bao nhiêu lần rồi mà có thành công đâu. Dùng đầu óc đi. Chắc chắn bọn họ không còn đề phòng chúng ta nữa. Đêm nay chính là thời cơ tốt để ra tay. Đại ca đúng là đại ca, tính toán như thần, đa mưu túc trí. Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào. Tam gia, ông cho một người giỏi giỏ đi dò đường với chúng tôi được không? Lũ dục về chúng tôi không thể xử lý tốt tình hình đêm nay đâu. Tôi đi cho. Để tôi đi. Ban đêm nhiệt độ thấp, để lại cho mọi người. Giữ đi. Anh ta lúc nào cũng hăng hái vậy sao? Bình thường nằm được thì quyết không ngồi. Hôm nay hiếm khi chạy vận động đấy. Tiểu Tam gia, cái này có thể ngừa rắn thật sao? Tất nhiên rồi. Tiểu ca nói vậy, anh ấy quay về rồi. Hai người họ đều đang ở trong lều trét bùn. Phan Tử, Liên Quan không được để dính nước đâu. Lát nữa lấy ít giải bùn đậy cho anh nhé. Ừ, không cần kỹ thuật không có bàn tử cũng khá đấy. Chỉ là trông hơi kỳ kỳ. Hình như đã thấy ở đâu rồi. Anh ta ấy là mũi khâu đế dày đấy. Bàn gia đúng là có nhiều tài năng. Ngô Tà, không hay rồi, mau ra ngoài. Tôi đã trét bùn rồi, không liên quan tới bùn. Chú ba của cậu để lại thư cho cậu này, mau. Anh đừng nghĩ động. Lát nữa quay lại sẽ nói cho anh biết sao. Lúc này tôi với tiểu ca chuẩn bị cho bùn và thùng sắt, vừa giờ đi liền nhìn thấy mấy thứ này. Bọn chú đã tìm được lối vào trung cực. Giao sổ tuyệt đối không thể trở ra. Vĩnh biệt từ đây. Tâm nguyện đã dứt, không còn hối tiếc. Nơi này nguy hiểm, các cháu mau chóng rời khỏi. Lần này chú ba của cậu không định sống sót trở về rồi. Thiên Chân à, Ngô Tam Tĩnh là ai chứ? Thật thật giả giả, không biết đâu mà lường. Cậu đừng có lo, ngày mai chúng ta đuổi theo ông ấy. Lão cáo già này, vì muốn tôi quay về mà không từ thủ đoạn. Thôi, tôi đi trét bùn đây. Tiểu Tam gia, Tam gia đã nói gì vậy? Chú ba nói con đường phía trước nguy hiểm, bảo tôi đừng đuổi theo. Còn mình thì đã vào trước rồi. Tam gia nói có lý. Tiểu Tam gia, hay là cậu nghe lời đi. Nguy hiểm như vậy, tôi không thể để chú ấy vào đó một mình. Tam gia muốn tốt cho cậu, còn tôi không muốn tốt cho ông ấy sao? Thực ra tôi cũng có thể hiểu cho chú ba. Nếu là tôi, khi bí mật cả đời tìm kiếm ở ngay trước mắt, con đường phía trước là nguy hiểm như vậy, vì vậy không muốn đứa cháu của mình đi theo, lại không thể nói sự thật với nó, chỉ có thể nói một câu từ biệt qua loa đại khái.
Nếu là tiểu tam gia của trước đây, chắc bây giờ đã khóc sụp xịt rồi. Đúng vậy. Nếu như là trước đây, nghe nói chú ba sắp chết, chắc tôi sẽ khóc lóc ầm ĩ một trận. Chẳng qua tôi của bây giờ biết được những bí mật đằng sau chuyện này hoàn toàn không phải thứ mà chú ba có thể kiểm soát được. Cậu biết không, lúc cậu còn nhỏ, tam gia đã dẫn cậu và cả đám trẻ chơi thân với cậu, cùng ông ấy ra phố chơi. Thầy xem bói ở dưới cầu nói chỉ tay của cậu rối, lòng cũng rối, tương lai chuyện bận lòng sẽ nhiều không đếm xuể. Sau đó thì sao? Tam gia nghe nói vậy liền không vui, còn nói với thầy bó đó nói bậy. Ông ấy nói cậu từ tên đến thân phận đều trong sạch, còn đòi dẫn cậu đến chỗ nhà họ Tề nhờ xem cho cậu một quẻ. Ghế Tề Bắc gia còn ở đó không? Thật ra tam gia không muốn đưa cậu đi xem bói chút nào. Ông ấy nói mỗi người đều có số, cậu nên tự đi xem suốt cuộc số mệnh của cậu là gì. Ông ta nói ngô tà như thế mà chú không dở sạp của tên thầy bói đó sao? Người ta chỉ tiện thể xem cho cháu với ngô tà một quẻ, dù đúng hay không cũng không thể phá chuyện làm ăn của người ta. Sau đó tôi còn bảo thuộc hạ gửi ông ta ít tiền. Sau đó thì sao? Không cần cháu nói, tôi không còn gặp người đó nữa. Cháu không muốn biết ông già đó đã nói cho cháu như thế nào à? Cho dù chú nói cho tôi biết, tôi cũng không tin. Được, vậy thì tôi sẽ nói qua loa, cháu cũng nghe qua loa nhé. Ông ta nói cháu là quý nhân. Quý nhân? Tôi sẽ gặp quý nhân. Không phải, cháu chính là quý nhân. Cháu là quý nhân đến rồi đi của rất nhiều người, nhưng không phải quý nhân của chính bản thân cháu. Đàn ông nhà họ Giải đều chết rất kỳ lạ, giống như bị nguyền rủa vậy. Khi làm chủ gia đình, tôi chỉ mới 8 tuổi. Tôi không phải là quý nhân của ai cả. Thầy bói xem sai rồi. Tam gia, uống cốc trà cho đỡ mệt, tỉnh táo đầu óc. Cảm ơn. Bây giờ cháu vẫn còn lấy vải đen che cửa sổ trong phòng cháu chứ? Chú biết sao? Che lại đi, đừng để người khác biết cháu đang nghĩ gì, đang làm gì. Cháu biết cách bảo vệ bản thân hơn Ngô Tà. Thi Chân, đây. Chỗ cắm trại của chú ba cậu hơi kỳ lạ, trang bị đầy đủ nhưng không biết người đã đi đâu hết. Đừng nói là phát hiện được lối vào nên vui quá chẳng mang theo gì, hoặc là lúc đi người ít hơn túi, cũng tức là có thể ở đây có rất nhiều người chết. Chuyện chết người chắc là xảy ra sau khi cắm trại. Trên đá có dấu vết rắn bò qua. Lũ rắn. Đêm nay chúng ta thay phiên canh gác. Tôi gác cả đêm. Tôi gác cùng cậu nửa buổi đêm. Ngày mai gấp rút lên đường. Tôi thay phiên gác. Không, cậu trông chừng Phan Tử. Sao mắt của tôi cứ ngứa suốt? Cậu đó chắc là do mệt quá. Nào, cầm lấy của Phan Tử. Đêm nay cứ yên tâm mà ngủ một giấc trong lều, đừng có ra ngoài này. Tại sao Hắc Nhãn Kính lại muốn đi vào đường thay tôi? Cậu ta sợ cháu không về được. Tôi không về được. Đưa đồ của cậu ta cho tôi. Chọn một cái đeo đi.
cho cái chống gió ấy. Tam gia, đêm hôm ông đeo kính đen làm gì? Chẳng phải ngọn lửa này chói mắt quá sao? Vừa muốn đốt lửa lại sợ đau mắt. Người đã có tuổi thực sự không có sức chịu đựng bằng thanh niên các cậu. Vậy còn qua nhị gia, không muốn nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn. Hay là cậu cũng đeo một cái đi. Không không không, kính râm tốt như vậy tôi đeo không nổi. Đại ca, một già một trẻ bên đó bắt đầu đeo kính rồi. Chắc chắn có gì đó không ổn. Hay là chúng ta cũng đeo? Khoan đã, Ngô Tam Tịnh hỏi tôi có muốn đeo mắt kính không. Đây gọi là lạc mềm buộc chặt. Tôi đã bỏ vài thứ vào trong nước của họ. Lát nữa khi ngắm thuốc chúng ta sẽ ra tay. Các anh em, lanh lẹ vào cho tôi. Dân. Sương mù dày quá. Ý đông hiếp yếu. Các người thật bất lịch sự. Xin lỗi nhé Hắc gia. Đại ca dặn dò chúng tôi xử lý từng người. Chúng tôi chỉ đành nghe theo lệnh thôi. Nếu như anh may mắn gặp phải con sắn cắn một phát rồi ra đi, như vậy sẽ bớt đau đớn hơn đấy. Nếu anh xấu số gặp phải con gấu thì anh chịu khó cố gắng một chút. Bạn trẻ, rảnh rỗi thì đọc thêm sách đi. Làm gì có gấu trong rừng mưa. Nói nhiều thật. Không thèm để mặt luôn sao? Lẽ nào các cậu không muốn nhìn thấy anh ta trông ra sao khi không đeo kính à? Khoan đã, người trong nghề nói người nào nhìn qua mắt của anh ta đều chết. Vậy thì phải xem suốt cuộc là trông như thế nào. Được, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Hay là để tôi kể các cậu nghe vì sao tôi thường xuyên đeo kính mắt đen. Lý do rất đơn giản, bởi vì tôi sắp mù hoàn toàn rồi. Vậy các cậu biết vì sao người ta gọi tôi là Hắc Hạt Tử mà không gọi tôi là tên mù không? Anh họ Hắc. Họ gọi tôi là Hắc Hạt Tử là vì tôi có vài bản lĩnh mà người khác không biết. Bản lĩnh gì? Tôi có thể lấy mắt của các cậu. Mấy giờ rồi? Ai tắt đèn vậy?
sao dập cả lửa trại? Đèn đâu? Đèn đâu? Đèn cũng hỏng rồi. Hát gia, anh sắp hành người ngủ trong lòng đất rồi, đừng đùa nữa. Sao anh có thể lấy đi mắt của chúng tôi chứ? Vậy sao cậu không dám nhìn vào mắt tôi? Ai bảo tôi không dám nhìn anh? Tôi... Sao tôi không nhìn thấy nữa vậy? Sao vậy? Lên cho tao, giết hắn đi. Tôi không nhìn thấy nữa. Sao vậy? Tôi không nhìn thấy nữa. Tôi cũng không nhìn thấy nữa. Giờ chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi. Người mù trong thiên hạ đều là người một nhà. Sao lại làm khó lẫn nhau? Tôi không nhìn thấy nữa hết. Các anh em, sau này theo Hắc gia tôi học tay nghề đi. Massage người mù cũng có thể nuôi người nhà sống tạm. Phan Tử, Phan Tử, Phan Tử, Phan Tử, Phan Tử, sao nóng vậy? Sốt rồi. Phan Tử, anh cố cầm cự, tôi đi tìm Tiểu Ca và Bàn Tử. Đợi tôi. Tiểu Tam gia, Bàn Tử phải không? Đừng quản, đừng quản. Tôi không nhìn thấy nữa. Đừng quản, đồ cái này dài, lát nữa sẽ thấy được. Ngoài này có khí độc, cậu đừng có nói to. Quanh đời cắm trại toàn là sắn. Vừa nãy anh chị đi đâu vậy? Cậu tưởng mò mẫm trong bóng tối đi tìm mấy cái mặt nạ dễ lắm sao? Không phải. Phan Tử, Phan Tử sốt rồi. Tiểu Tam gia, đừng nói gì cả. Cầm chắc. Tôi tìm thuốc giảm sốt cho Phan Tử rồi. Cậu trông chừng ở đây. Anh đi đâu? Tiểu Ca đâu? Tiểu Ca bị rắn cắn rồi. Tôi mang huyết thanh cho cậu ấy. Cậu ở đây đừng động đậy, lát nữa sẽ nhìn thấy thôi. Cái gì? Tiểu Ca bị cắn rồi sao? Nhớ đừng động đậy linh tinh. Lão đại, họ ngủ hết rồi. Chúng ta ra tay thôi. Tóm lấy chúng. Gào lên với tao đi. Bắn tao đi. Lúc nãy mày ghê gớm lắm mà. Cả mày nữa. Mày thích sạch sẽ cơ mà. Vào sườn mưa còn hay sinh sự. Bị điên sao? Không phải tao chém gió với mày. Chứ chổi tao. Anh ơi.
Chửi tao lăn lộn bao năm, đại ca. Sao vậy? Anh có cảm thấy ngày càng tối không? Hình như là vậy thật. Anh có thấy không nhìn được gì nữa không? Hình như là vậy thật. Ai? Đại ca, là em. Tao gào lên với mày đấy. Tao mắng mày đấy. Mày ghê gớm lắm cơ mà. Còn bỏ thuốc tao sao? Tam gia. Bỏ tay ra. Tam gia, lối vào không có gì bất thường, đây cũng bình thường. Sáng mai chúng ta có thể xuất phát. Được. Cậu đeo trông đẹp trai hơn tôi đấy. Tất nhiên. Mau chữa mắt cho chúng đi. Nếu không chúng ta lại phải mang theo mấy của nợ này vào trong. Tôi muốn nói cho anh biết một điều. Trong đội này, người mù đẹp trai chỉ có một mình tôi thôi. Tam gia, chú biết sương mù có vấn đề từ lúc nào vậy? Trước khi vào rừng mưa. Cháu biết từ lúc nào? Lúc chú bảo tôi chọn kính râm chắn gió. Đôi kính của Hắc Nhãn Kính không chắn gió gì. Sao anh ta không mù? Sao cậu ta không mù à? Cậu ta có bản lĩnh thôi. Tôi bôi thuốc cho anh rồi. Trong nửa tiếng không được mở mắt. Nhớ kỹ, trong vòng nửa năm không được rửa mặt. Nếu không, cứ chờ mà mù cả đời. Nhớ, nhớ rồi. Đừng chạy. Anh sao rồi? Vậy tôi bị cắn thủng rồi. Bị cắn trúng một miếng. May mà da tôi dày. Tiểu ca vừa quyết thăm cho tôi rồi. Tôi phải đi cứu cậu ấy. Anh ấy đâu? Cậu ấy chảy máu rồi. Bụng không có tác dụng nữa. Bị rắn bao dây rồi. Anh đừng lo, để tôi đi. Không được, đừng ngu ngốc. Cậu sao ngoài là nợp mạng đấy. Mạng của tôi lớn lắm. Cậu quyết đi thì tôi cũng không cản. Nhưng mà cậu phải nhớ, phải thật chậm. Bất cứ động tác nào cũng phải thật chậm. Làm mọi thứ chậm thôi. Cầm theo giải dù. Được. Tiểu ca,
Đi thôi. Vào lều đi. Mau tìm giết Thanh. Sắn ập đến rồi. Không ổn. Sắn sắp đè sập lều rồi. Mau. Cẩn thận. Trong lều nóng quá. Số cuộc cũng qua. Trời ơi. Nào Phan Tử, ăn gì đó đi. Hôm qua ba cậu đều không nhìn thấy à? Bỗng dưng bị mù. Mù đột xuất. Anh thấy kỳ quái không? Có phải nơi cắm trại này bị nguyền rủa không? Vừa có rắn, vừa có khí độc, sương mù, trong rừng mưa, đều do hơi nước ngưng tụ. Nước lúc trước là nước sạch, sương cũng là sương sạch. Tôi đoán quanh đây đều là nước tù. Trong sương có thứ gì đó gây mù, vậy nên mới không nhìn thấy. Nguyền rủa gì chứ? Thiên Chân, chẳng phải cậu nói bụng ở đây ngừa được rắn sao? Bàn da tôi bôi khắp người như gà nướng đất sét rồi mà chẳng ngừa được cái gì. Bụng giống cục và bị rơi xuống, nó cũng không hoàn hảo mà. Lúc nào cũng có lý. Tiểu ca, cậu không sao chứ? Ăn ít cháo đi. Vậy chúng ta ăn xong rồi đi mau. Bàn da tôi không chịu nổi đợt rắn thứ hai đâu. Nhưng tới giờ chưa có tin của Tam gia. Chúng ta đi đâu được? Đi lên chỗ cao. Đêm qua tôi lấy kính viễn vọng nhìn cả vùng một lượt rồi. Hướng kia có một ngôi miếu thần. Bất kể là gì, cứ rời khỏi chỗ này trước đi đã. Sao đợt dày dò này cảm giác như tôi gầy đi luôn ấy. Cậu xem, bụng nhỏ lại rồi này. Phải rồi, đêm qua lúc tôi mù, hình như có thứ gì đó vào lều của tôi. Hơn nữa còn ngửi thấy mùi tanh. Có phải người bùng đó không? Thi Chân, có phải cô gái đó yêu thầm cậu không? Là gái sao? Mấy lần trước cậu không nhìn ra à? Như thế này. Đừng đùa nữa. Ai đùa với cậu chứ? Bàn gia tôi mở cửa hàng ở phố chợ trời Phan Gia Viên. Đừng nói là cách một lớp bùn, dù cách một lớp ngói tôi cũng nhìn thấu được hết. Anh cứ chém gió đi, nghĩ kỹ lại xem. Cậu quen những cô nào? Khai hết ra đi. Mẹ tôi, bà nội tôi, A Ninh, địch chủ Trắc Mã, con dâu bảy, Quắc Tú Tú. Được rồi, được rồi, cái gì thế hả trời? Nói trọng điểm, trọng điểm.
Vẫn còn một người, người chải đầu ở viện dưỡng lão. Xem như quen biết một nửa đi. Còn một người nữa, nhưng tôi không chắc còn sống không. Trần Văn Cẩm, hơn nữa Trần Văn Cẩm còn để lại lời nhắn cho định chủ Trác Mã, nó là đợi chúng ta 10 ngày ở điểm đến, nếu không đợi được sẽ tự đi vào. Nó, đúng. Vẫn còn nó được đề cập trong ghi chép của Trần Văn Cẩm. Trần Văn Cẩm sợ nó. Nó. Vậy người bùn này chính là Trần Văn Cẩm. Thảo nào có trốn chúng ta. Trong số chúng ta có người của nó. Sao có thể? Lúc ấy chỉ có bốn chúng ta. Chẳng lẽ có người đeo mặt nạ da người cải trang trà trộn vào? Bàn da tôi là hàng thật nha. Cậu xem. Vậy là chứng minh được sao? Cậu thì chưa chắc. Cậu quay lại giữa chừng, tôi phải kiểm tra kỹ. Anh mới là giả, cả nhà anh đều là giả. Cậu giả, cậu giả. Lúc Phan Tử bị sốt, tôi đã kiểm tra trán anh ta, chắc chắn là thật. Đúng. Anh ta không giả được, cơ bắp cả người anh ta khó làm giả lắm. Tiểu ca, nào nào đâu, lên đây chỗ này nước lớn. Hay chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đồ nhát gan. Là thật, tốt quá rồi. Được thù gia với tiểu ca. Nếu thù thì thù cả hai bọn tôi ấy. Này phục vụ, sao nước càng ngày càng yếu vậy? Cho nước mạnh lên. Mấy người có lương tâm không vậy? Ngược đãi người bị thương, còn hạch sách đủ chuyện. Bọn tôi không ngược đãi anh. Phan Tử, trên lưng anh có vết mới khâu mà không được dính nước. Chúng tôi đang bảo vệ anh đấy. Phan Tử, xuất phát, mau đi thôi. Ở đây nhé. Nào chậm thôi. Chậm thôi. Ở cách xa nước thấy vững dạ hơn nhiều. Bước chạm khắc.